Chào các bạn đến với chương trình Câu Chuyện Kinh Thánh, chương trình được minh họa theo sách Kinh Thánh, để mọi người cảm nhận rõ ràng hơn tình yêu vĩ đại của Đức Chúa Trời cho nhân loại chúng ta là thế nào. Nào chúng ta cùng nhau khám phá nhé! Sáng Thế Ký là sách đầu tiên của Kinh Thánh với cốt truyện được chia thành hai phần chính. Chương 1-11 kể về câu chuyện của Đức Chúa Trời cùng thế giới Ngài dựng nên. Tiếp theo là chương 12-50, phần đi sâu hơn và kể về Đức Chúa Trời và một người nam tên Abraham cùng gia đình ông. Và hai phần này được liên kết với nhau bởi một câu chuyện mắt xích ở đầu chương 12. Kết cấu này giúp chúng ta hiểu được thông điệp của toàn bộ sách và cách nó giới thiệu câu chuyện của cả Kinh Thánh. Sách bắt đầu với việc Chúa cất đi sự hỗn loạn và bóng tối, như được mô tả trong câu thứ 2, Chúa khiến mọi thứ trở nên có trật tự, tươi đẹp và tốt lành. Từ đó, Ngài tạo dựng thế giới thành nơi cuộc sống nảy nở. Chúa dựng nên những tạo vật gọi là con người, hoặc Adam theo tiếng Hebrew. Ngài dựng nên họ theo hình ảnh của Ngài để làm theo vai trò và mục đích trong thế giới đã định. Bởi thế, con người được tạo dựng để phản chiếu phẩm tính của Chúa cho thế gian này. Và họ trở thành người đại diện cho Chúa để thay mặt Ngài cai quản thế giới, nghĩa là trông coi mọi thứ, chăm sóc và khiến nó trở thành nơi cuộc sống được hưng thịnh hơn. Chúa ban phúc cho loài người, đây chính là từ khóa của sách này, và Ngài ban cho họ một khu vườn, nơi họ có thể khởi đầu xây dựng một thế giới mới. Điểm mấu chốt ở đây là con người được lựa chọn cách họ xây dựng thế giới, và nó được đại diện bởi cây biết điều thiện và điều ác. Cho đến lúc này, Chúa đã cung ứng và định rõ điều gì tốt và điều gì không tốt. Nhưng giờ đây, Chúa ban cho con người phẩm cách và quyền tự do lựa chọn. Liệu họ có tin cậy vào sự phân định của Chúa về điều thiện và điều ác, hay là họ sẽ nắm lấy quyền tự do ý chí để định ra điều thiện và điều ác cho chính mình? Và cái giá phải trả là rất đắt. Việc chống nghịch lại Chúa là mặc lấy sự chết, bởi bạn đã quay lưng với đấng ban sự sống. Điều này được đại diện bởi cây sự sống. Và trong chương 3, một nhân vật bí ẩn là con rắn đã bước vào câu chuyện. Không có lời giới thiệu nào về con rắn ngoài việc nó là tạo vật do Chúa dựng nên, và rõ ràng nó là tạo vật chống nghịch lại Đức Chúa Trời và muốn dẫn con người vào sự phản loạn và sự chết. Con rắn kể một câu chuyện khác biệt về cái cây cũng như sự lựa chọn. Con rắn nói rằng việc nắm lấy sự hiểu biết về điều thiện và điều ác không mang đến sự chết, và đây thật sự là phương cách đem họ đến sự sống và trở nên giống Chúa. Chớ trêu thay, điều này là bi kịch, bởi chúng ta biết loài người đã giống Chúa. Họ được dựng nên theo hình ảnh của Ngài. Nhưng thay vì tin cậy Chúa, loài người nắm lấy quyền tự do ý chí, họ ăn trái biết điều thiện và điều ác, và trong phút chốc, mọi chuyện trở nên thật tồi tệ. Tổn hại đầu tiên là mối quan hệ giữa con người với nhau. Người nam và người nữ chợt nhận ra mình không được bảo vệ. Họ thậm chí không còn tin cậy lẫn nhau. Bởi vậy, họ làm áo quần để che thân mình trước người kia. Tổn hại thứ hai là sự thân mật giữa Chúa với con người bị đánh mất. Thế nên, họ bỏ đi, chạy trốn, né tránh Chúa. Và khi Chúa tìm thấy họ, họ bắt đầu chơi trò đổ lỗi cho nhau về việc ai là người đã phản nghịch trước. Ngay tại đây, câu chuyện dừng lại và là nơi Chúa tuyên phán với con rắn và sau đó cho con người về hậu quả bi thảm cho hành động của họ. Chúa trước hết phán với con rắn rằng bất chấp chiến thắng rõ ràng của nó bị định cho phải bị đánh bại, phải ăn bụi đất. Chúa hứa rằng một ngày nào đó con cháu hay dòng dõi người nữ sẽ giày đạp đầu con rắn. Điều này có vẻ là tin tốt, nhưng chiến thắng này đi kèm với một cái giá, bởi con rắn cũng sẽ cắn gót chân dòng dõi người khi nó bị giày đạp. Đây là một lời hứa bí ẩn về đấng chiến thắng mang thương tích, nhưng trong dòng chảy của câu chuyện cho đến giờ, bạn thấy rằng đây là hành động của ân điển Chúa. Loài người, họ vừa mới phản loạn, và Chúa đã làm gì? Ngài hứa sẽ giải cứu họ, nhưng điều này không thể xóa bỏ hậu quả do quyết định họ gây ra. Nên Ngài báo cho họ biết rằng mọi khía cạnh trong đời sống của họ, ở nhà, ngoài đồng ruộng sẽ đầy khổ nhọc và đau đớn do sự phản loạn, tất cả đều dẫn đến sự chết. Từ đây, câu chuyện bắt đầu rơi xuống, chương 3-11, chỉ ra hiệu ứng lây lan rộng lớn của sự phản loạn và mối quan hệ của con người bị gãy đổ ở mọi mức độ. Và đây là câu chuyện về hai anh em Cain và Abel. Cain ganh ghét em trai mình nên ông muốn giết em. Chúa cảnh báo ông không được khuất phục trước sự cám dỗ, nhưng ông vẫn làm, ông giết em mình ở ngoài đồng. Sau đó Cain tiếp tục xây một thành, nơi mà bạo lực và áp bức thống trị, và mọi việc được cô đọng lại trong câu chuyện về Lê-mếch.
Ông là người nam đầu tiên trong Kinh Thánh có hơn một người vợ. Ông thâu góp họ như của cải, và sau đó ông còn hát một bài ca ngắn về việc ông còn hung bạo và thù hận hơn cả Cain. Sau đó chúng ta bắt gặp một câu chuyện kỳ quặc về các con trai Đức Chúa Trời, ám chỉ các thiên sứ gian ác hoặc về các vị vua cổ xưa là những người tuyên bố họ có dòng dõi từ các thần. Và giống như Lamech, họ kiếm thật nhiều vợ như mong muốn và sản sinh ra những người khổng lồ là những anh hùng thuở xưa. Bất kể quan niệm nào là đúng, vấn đề là con người đang xây dựng những vương quốc làm cho đầy dãy đất này bằng sự hung bạo và bại hoại nhiều hơn. Đổi lại, chúng ta được biết Chúa thấy đau lòng con người đang hủy hoại thế giới tốt đẹp của Ngài, và họ cũng đang hủy hoại lẫn nhau. Bởi cớ họ đã mất đi niềm khát khao muốn gìn giữ thế giới tốt đẹp ấy, Ngài đã rửa sạch loài người khỏi mặt đất bằng một trận lụt lớn. Nhưng Ngài bảo vệ một người không chỗ trách được, Noe và gia đình của ông, và Ngài ủy thác ông như một Adam mới. Ngài tiếp tục ban phúc ân thiên thượng và ủy thác ông để bước vào thế gian, và nhờ đó chúng ta có niềm hy vọng lớn. Thế nhưng Noe cũng thất bại và cũng ở trong một khu vườn. Ông trồng một vườn nho và rồi say xỉn không còn tỉnh táo. Và sau đó một trong những người con trai của ông, Cham, đã làm một điều xấu hổ với cha mình ở trong trại. Bởi vậy, ở đây chúng ta có một Adam mới, cũng trần truồng và xấu hổ, giống như người đầu tiên, và vòng xoáy đi xuống lại tiếp diễn. Tất cả những điều này là nền tảng cho thành Babylon. Những người ở xứ Mesopotamia cổ xưa, họ đến với những công nghệ mới mà họ sở hữu, đó là gạch. Và họ có thể xây các thành và tháp lớn hơn và nhanh hơn bất cứ ai từng làm trước đó. Và họ muốn xây một loại tháp mới để có thể chạm đến tận trời, và họ sẽ được nổi danh. Đây là hình ảnh của sự phản loạn và kiêu ngạo của loài người. Đây là sự phản loạn trong khu vườn được nhân rộng. Và Chúa đã hạ sự kiêu ngạo của họ xuống và làm cho họ tàn lạc. Đây là một nhóm các câu chuyện khác nhau, nhưng bạn có thể thấy chúng đều cùng bày tỏ một điểm chính. Chúa vẫn ban cho con người cơ hội để làm điều ngay thẳng cho thế giới của Ngài, và con người tiếp tục hủy hoại nó. Những câu chuyện trên xác nhận rằng chúng ta sống trong một thế giới tốt lành nhưng lại biến nó thành tệ hại, rằng chúng ta thảy đều lựa chọn định ra điều thiện và điều ác cho chính mình, và do đó chúng ta đều góp phần làm cho thế giới có những mối quan hệ đổ vỡ, dẫn đến xung đột và bạo lực, và cuối cùng là sự chết. Thế nhưng vẫn còn hy vọng. Chúa hứa rằng một ngày nào đó, có một dòng dõi sẽ đến, là đấng chiến thắng mang thương tích sẽ đánh bại gốc rễ của tội ác. Và bất chấp sự gian ác của loài người, Chúa quyết định vẫn sẽ ban phúc và giải cứu thế giới của Ngài. Và câu hỏi lớn được đặt ra tất nhiên sẽ là: Chúa sẽ làm gì? Và câu chuyện tiếp theo là Mắt Xích sẽ đưa ra câu trả lời. Nhưng trên đây là toàn bộ về Sáng Thế Ký chương 1-11. Các bạn xem hãy ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ video này trên mạng cộng đồng để nhiều người được biết Chúa qua chương trình. Hẹn gặp lại các bạn các video đặc sắc tiếp theo.